Đây, giấy tờ của xe đây nha anh chị và các bạn nhé. À, con này nó là máy dầu động cơ chỉ có 1.5 thôi. Đấy. À, bản nhập Đức nhé, 2005, mà con này đăng ký lần đầu năm 2008, bản nhập Đức này. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, máy dầu chỉ có 1.5, thì con này cái mức tiêu nhiên liệu của nó bằng một con xe máy Abarth. Nếu mà bạn đi giờ tầm khoảng 5 lít dầu trên 100 cây thôi đối với cái mẫu xe Smart này. Đấy. Smart con này nhà bản nhập Đức nhé. Đây này, anh chị và các bạn nhé. Smart bản nhập Đức và dầu nó là 4.5, máy dầu diesel. Đấy, xăng dầu nó chen khoảng tầm rơi vào tầm khoảng 5 lít, chưa đến 5 lít trên 100 cây đối với con xe này. Đấy, một cái mẫu xe rất là nhỏ gọn mà form dáng rất là ngộ nghĩnh luôn, phải nói rất là ngộ nghĩnh luôn. Một cái mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2005 và đăng ký lần đầu năm 2008, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, máy dầu diesel với cái động cơ 1.5. Đấy. Mẫu xe này bên em vừa về đến đây thì em đỗ em quay luôn cho anh chị và các bạn luôn. Và giá cũng tương đối hợp lý cho anh chị với cái một cái mẫu xe nhỏ gọn và siêu tiết kiệm nhiên liệu này. Giá bên em đang bán là 245 triệu đồng. Đấy, anh chị và các bạn nào có nhu cầu muốn mua một cái mẫu xe về để đi gia đình thì nếu cái dòng xe này mà anh chị mà nào mà đi có nhu cầu đi thị trường hay là đi nhiều đấy thì mua cái mẫu xe này phải nói là siêu tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, nó chỉ mấy trăm đồng trên 1 km thôi đối với cái dòng máy dầu này. Đấy, nó chưa đến khoảng tầm 700 đồng tiền Việt Nam trên 1 km nếu mà tính ra cái giá trị mức tiêu hao nhiên liệu của nó đấy. Một cái mẫu xe rất là đẹp, form dáng rất là đẹp luôn. Đấy, và giá thành rất tương đối hợp lý để cho anh chị và các bạn đối với một cái dòng xe siêu tiết kiệm nhiên liệu và rất là bền bỉ, lành máy của nhập khẩu nguyên chiếc của Đức này. Đấy, cái dòng này anh chị và các bạn nào mua về để đi gia đình theo em nghĩ là rất hợp lý luôn nhé. À, form dáng của xe đây. Đấy, xe thì em vừa về đến đây xong em đỗ vào em quay luôn cho anh chị, về vừa bên nhà em quay luôn cho anh chị luôn nhé. Đấy, một cái mẫu xe form dáng cũng rất là đẹp luôn. Đấy, biển Nghệ An, con này gốc Hà Nội nhé. Anh chị em nào ở khu vực Hà Nội hay là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mua cái mẫu xe này về thì tương đối hợp lý này. Đấy, về không phải mất 20 triệu tiền nhập vào biển thì anh chị có một cái mẫu xe chính chủ đi rồi. Đấy, xe rất đẹp, form dáng đẹp. Đấy, mà giá thành hợp lý, mức tiêu hao nhiên liệu của nó vừa phải. Cái đầu tiên để nhắc cái mẫu xe này là cái vấn đề tiêu hao nhiên liệu. Đấy, mức tiêu hao nhiên liệu đối với con xe này. À, nói chung là cái dòng này theo em đánh giá là cái dòng siêu tiết kiệm nhất là từ trước đến giờ, mà nếu mà những cái dòng xe ô tô mà các anh các chị mua cái mẫu xe để về đi đấy, chỉ tầm phải 600-700 đồng một cây thôi với cái dòng xe này mà rất là bền bỉ nhé. Dòng này dòng nhập khẩu nguyên chiếc, nhập Đức đồng hoàng nên là cái chất lượng của xe thì không phải bàn về chất lượng. Đấy, nhập Đức cái xe đẹp, form dáng cũng đẹp mà nhỏ gọn bằng một con Kia Morning nhé. Con này thì nhỏ gọn bằng một con Kia Morning thôi. Đấy, form dáng đây anh chị và các bạn nhìn này. Form dáng em quay tổng thành xe, form dáng cho anh chị xem trước. Đấy, một cái mẫu xe rất đẹp luôn, Smart nhé, Smart nhập Đức. Đấy, giấy tờ em vừa mua về, chứng minh sổ khẩu chủ xe đầy đủ hết. Form dáng anh chị nhìn, form dáng của nó cũng tương đối đẹp. Và nó form dáng của nó đẹp hơn còn dòng Kia Morning nhiều. Nếu về cái form dáng con này nó có cái gì đó độ nó hơi cá tính một tí của cái dòng xe này. Đấy, form dáng của nó rất là cá tính luôn. Về cái phần thân vỏ nhé, về thân vỏ con xe này thì nó không có va quẹt hay đâm va gì đâu. Con xe này nếu anh chị nào có nhu cầu muốn sơn lên màu đỏ thì em nghĩ là cũng đẹp đấy. Con này mà nó sơn lên đổi màu lên màu đỏ thì nó cũng đẳng cấp ấy, không phải chuyện đơn giản đâu. Đấy, đây này, form dáng tổng thành của nó đây nhá. Đấy, một bản Smart xuất bản nhập Đức nhé. Đấy, 5 chỗ ngồi, 4 chỗ ngồi. Đấy, rất rộng rãi luôn. So với dòng Kia Morning con này rộng hơn đấy. Đấy, thoải mái nhé. Đấy, xe đẹp mà, nói chung là con này xe tương đối đẹp, để cho anh chị xem về cái phần nội thất của xe luôn. Dòng này nó có hai khóa nhé, còn hai còn một bộ khóa khiển nguyên này, khóa xịn luôn này. Đấy, hai khóa luôn, giấy tờ chứng minh sổ khẩu chủ xe đầy đủ, em vừa về đây mà. Đấy, giấy tờ đầy đủ hết nhé. Anh chị nào mua cái mẫu xe này về chỉ sẵn sử dụng thôi. Đấy, nhỏ gọn, rộng rãi. Tuy nhỏ gọn nhưng về phần nội thất của con này cũng tương đối rộng chứ không phải là hẹp đâu. Đây anh chị nhìn cái khoảng cách của nó rất là rộng luôn này. Đấy. Số sàn nhé, máy dầu, động cơ 1.5. Túi khí phanh ABS đầy đủ hết. Nhưng mà 4 phanh đĩa đồng hoàng, cái dòng này tương đối hệ thống an toàn tương đối cao ấy. Sẽ không bục mọt gì đâu anh chị nhé. Không bục mọt gì cả.
xe tương đối đẹp. Nếu chị em phụ nữ đi cái mẫu xe này theo em nghĩ là hợp lý, hoặc là anh chị nào đi cái mẫu xe đi thị trường thì quá tiết kiệm nhiên liệu luôn, siêu tiết kiệm nhiên liệu chứ không phải gì. Con này nó là siêu tiết kiệm nhiên liệu, chỉ động cơ nó khoảng 1.5 máy dầu cơ mà, 1.5 máy dầu, hai túi khí đồng hòa, trên đây vẫn là nỉ này, đầu đài nguyên bản này, đấy, túi khí này, phanh ABS đầy đủ hết, xe mới chạy 16 vạn, xe rất là đẹp, trần vẫn là trần nỉ nguyên bản luôn nhé, trong này xoáy này tắt này, mở này, hợp lý. Nói chung là theo em nghĩ là con này hợp lý, tương đối hợp lý cho anh chị mua về cái mẫu xe này về đi gia đình. Theo em nghĩ là anh chị nào có nhu cầu đi thị trường mà cần một cái mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu thì cái mẫu xe này phải nói là quá đẳng cấp về cái vấn đề tiêu hao nhiên liệu. Form dáng đẹp luôn, xe không đâm va gì, máy móc ngon. Đấy, em quay cho ông anh chị tổng thành xe đây. Tổng thành xe đây này. Đấy, một cái mẫu xe nhỏ gọn, sàn nó vẫn là sàn nỉ nguyên bản nha anh chị nhé. Đây, con này nó vẫn là sàn nỉ nguyên bản luôn đấy. Form dáng đẹp, giá hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn. Một cái mẫu xe máy dầu rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Đấy, để em cho anh chị xem phần khoang máy của xe luôn nhé. Đấy, máy dầu con này chạy nó có hình như là 3 máy sao ấy. Xe rất là nhỏ gọn và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng mà đây là khoang động cơ của xe này. Máy nó nhỏ như máy Kia Morning, cái dòng xe máy dầu nó là dòng xe này, máy nhỏ như máy Kia Morning thôi. Đấy. Chạy cực kỳ tiết kiệm, em chạy con xe này tính mà dễ chạy rất là thoát xe nhé. Nó chạy cũng không kém gì thoát như máy xăng luôn. Đấy, con dòng máy dầu nhưng mà con này chạy thoát xe thoát như máy xăng luôn. Khoang máy rất là nhỏ luôn. Đấy, anh chị này. Mà chạy cũng rất là khỏe, với khối động cơ nó chỉ có 1.5 máy dầu thôi. Đấy, form dáng rất là đẹp, nó mà rất là có cá tính ở cái mẫu xe này nhé. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe này thì có thể liên hệ với em đến tận nơi xem xe và chạy thử xe cái mẫu xe Smart bản nhập Đức này nhé, sản xuất năm 2005 và đăng ký lần đầu năm 2008. Đấy, phiên bản máy dầu động cơ 1.5 rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và giá thành bên em đang bán là 245 triệu. Đấy, anh chị nào có nhu cầu mua, giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì em có thể giảm giá cho một tí nhé. Em quay lại cho anh chị vào về tổng thành form dáng của xe lần nữa nhé. Cửa đóng rất là chắc chắn luôn. Tổng quay cho anh chị lại về tổng thành form dáng con Smart bản nhập Đức nhé, 2005 đăng ký 2008, máy dầu động cơ 1.5. Đấy, giá là 245 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển cho anh chị và các bạn rồi. Đấy anh chị nhé, một cái mẫu xe rất nhỏ gọn, rất đẹp. Đấy, tổng thành xe. Anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0888907666 nhé, hoặc đến tại Kinh Môn Hải Dương để xem xe nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn anh chị đang theo dõi clip của em nhé.